biến. Nữ sinh năm 3 đại học Phan Thiết lộ clip nóng cùng bạn trai. Đoạn clip nóng được cho là của một nữ sinh năm 3 trường đại học Phan Thiết và bạn trai được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip nhạy cảm quay lại cảnh một nữ sinh đang ân ái với bạn trai của mình. Ban đầu, nữ sinh này tỏ ra ngượng ngùng và không đồng ý cho bạn trai mình quay, cô nàng còn bảo bạn trai dừng lại. Tuy nhiên người bạn trai vẫn quay bất chấp lời đề nghị của cô gái. Sau một hồi cầu xin bất lực thì cô gái kia cũng mặc kệ cho bạn trai mình quay phim. Ngay lập tức đoạn clip này được cư dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt, đồng thời gắn mác 18 cho những ai vô cùng thấy được những hình ảnh này. Xem những hình ảnh này nhiều người không khỏi ngượng ngùng, đỏ mặt bởi clip diễn tả qua chân thực chuyện yêu của nữ sinh này và bạn trai. Được biết, clip này xuất phát từ một group kín trên Facebook với hơn 80.000 thành viên. Nhiều người sau khi xong đoạn clip này đã lên án hành vi của người phát tán clip và cho rằng đây là hành động không đẹp, thiếu đạo đức gây ảnh hưởng đến những người có liên quan, nhất là nữ chính trong clip. Tuy nhiên, lại không ít người tỏ ra hào hứng khi xem clip, thậm chí còn có nhiều lời khen dành cho nhan sắc và body của nữ sinh này. Chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi xem những bình luận nhạy cảm, thiếu văn minh. Ngay sau đó, cư dân mạng lại nhanh chóng vào cuộc truy tìm danh tính của nữ sinh này. Theo như thông tin của người chủ mưu chia sẻ đoạn clip này, thì nữ sinh trong clip kia đang học năm 3 tại trường đại học Phan Thiết. Cô nàng có nhan sắc xinh đẹp, thân hình mỏng manh nhưng nét nào ra nét đó, được nhiều nam sinh trong trường để ý, quan tâm. Nhiều phụ huynh khi xem clip này tỏ ra hoang mang và lo lắng, nếu như không may con mình rơi vào trường hợp tương tự thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý cũng như tương lai của con. Đồng thời, kêu gọi trừng trị nghiêm khắc những ai chủ mưu có hành động xấu phát tán đoạn clip nhạy cảm này. Đây không phải là trường hợp đầu tiên, trước đó, rất nhiều nam sinh và nữ sinh, thậm chí là những em còn đang học trung học bị phát tán nhiều clip nhạy cảm lên mạng xã hội. Có thể nói, mạng xã hội, Internet phát triển như một con dao hai lưỡi. Chúng ta có thể nghiên cứu, tìm tòi thông tin cho công việc, phục vụ học tâm, nhưng nơi đây cũng ẩn chứa nhiều mối nguy hại đáng sợ. Như trường hợp trên là một ví dụ, mạng xã hội có thể cứu sống người nhưng nó cũng có thể giết chết một con người nếu mình cũng sai cách với mục đích xấu.